Kênh tin thời tiết xin kính chào quý vị và các bạn. Tin thời tiết mới nhất, bão số 9 mạnh nhất từ đầu mùa, có thể gây sóng cao tới 10 mét. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão số 9 đang là cơn bão mạnh nhất kể từ đầu mùa. Có những đợt sóng cao tới 10 mét ở Biển Đông và không loại trừ khả năng là cơn bão mạnh nhất trong mùa mưa bão năm nay. Chiều 26 tháng 10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin về diễn biến và nhận định. Dự báo về cơn bão có tên quốc tế là Molap đã đi vào Biển Đông. Đây là cơn bão số 9 trong năm 2020. Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã ban hành bản tin khẩn cấp về bão số 9. Theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, khi bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền trong 24 đến 48 giờ thì phải phát tin bão khẩn cấp. Ba đặc điểm đáng chú ý của bão số 9, ông Lâm cho biết Trung tâm Dự báo đã xác định cấp độ rủi ro thiên tai với bão số 9 là cấp 4 trong 5 cấp phòng chống thiên tai. Đây là cấp Chính phủ trực tiếp chỉ đạo và sáng 26 tháng 10 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp chỉ đạo. Chúng tôi dự báo ngày 28 tháng 10 bão số 9 mới vào sát bờ, nhưng từ đêm 27 tháng 10 đã có mưa to, gió giật, vì vậy rất lưu ý về công tác phòng chống, chẳng chống nhà cửa, lồng bè và di dân cần thực hiện sớm trong ngày 27 tháng 10. Về diễn biến của bão số 9, ông Trần Quang Năng, trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nói, chúng ta đang đối mặt với cơn bão mạnh nhất, lớn nhất kể từ đầu mùa mưa bão năm nay. Không loại trừ là cơn mạnh nhất trong mùa mưa bão năm nay, đến chiều 26 tháng 10, chúng tôi xác định bão số 9 có cường độ cấp 12, giật cấp 15. Ông Năng nêu 3 đặc điểm từ cơn bão số 9 và nhấn mạnh cần phải đặc biệt lưu ý. Thứ nhất, đây là cơn bão có tốc độ di chuyển rất nhanh. Thứ hai, cơn bão này có cường độ rất mạnh. Thứ ba, phạm vi ảnh hưởng diện rộng trên Biển Đông. Hầu khắp Biển Đông sẽ chịu tác động vừa trực tiếp từ cơn bão, vừa kết hợp với không khí lạnh gây gió mạnh. Theo ông Năng, cơn bão số 9 di chuyển nhanh, khả năng ảnh hưởng đến vùng biển ngoài khơi, vùng biển ven bờ từ rất sớm. Từ chiều 27 tháng 10, cảnh báo gió mạnh ở vùng biển ngoài khơi, bắt đầu từ 27 tháng 10, cơn bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ, ông Năng thông tin. Có thể gây hệ quả liên hoàn, đáng lưu ý. Theo ông Năng, hệ quả từ cơn bão số 9 sẽ là tổ hợp liên hoàn các hệ quả, đó là gió mạnh, sóng lớn trên biển. Sau khi đổ bộ sẽ đến nước biển dâng, mưa lớn trong đất liền, gió mạnh trong đất liền, mưa lũ trên các sông, nguy cơ lũ quét sạt lở đất, nguy cơ về gió mạnh trên biển. Chúng tôi nhấn mạnh đây là cơn bão rất mạnh, trên Biển Đông có thể tới cấp 13, giật trên cấp 15. Toàn bộ vùng giữa Biển Đông bao gồm từ phía bắc quần đảo Trường Sa đến phía nam quần đảo Hoàng Sa là khu vực trọng tâm có gió mạnh từ cấp 11, cấp 13, giật cấp 15, ông Năng cho hay. Cũng theo ông Năng, khi vào gần bờ, cường độ bão số 9 tiếp tục duy trì cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, đó là tác động trên biển. Chúng tôi nhấn mạnh vùng trọng tâm có gió mạnh cấp 11, cấp 12 là vùng biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Tuy nhiên, vì cơn bão này có phạm vi ảnh hưởng rất rộng, kết hợp với gió Đông Bắc, khu vực Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế, cảnh báo gió Đông Bắc cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Về nguy cơ sóng lớn, không chỉ Việt Nam mà cả những cơ quan dự báo trên thế giới đều cho kết quả dự báo sóng cao. Chúng tôi đánh giá cơn bão số 9 với cường độ cấp 12, cấp 13 trên Biển Đông sẽ gây ra những đợt sóng cao, cao nhất có thể tới 10 mét ở Biển Đông. Khi đi sâu vào vùng biển Trung Bộ, độ cao sóng cũng ít suy giảm, vì đây là khu vực biển thông thoáng, không có nhiều điểm che chắn. Độ sâu biển lớn rộng nên mức độ giảm sóng không lớn. Ông Năng lưu ý. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định khu vực ven biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên sóng cao từ 4 đến 7 mét, vùng gần tâm bão, Đà Nẵng tới Bình Định, bao gồm các đảo Lý Sơn, Cù Lao Chàm sóng cao 6 đến 8 mét, gió tại Lý Sơn có thể đạt cấp 11, cấp 12. Về nguy cơ nước dâng, mặc dù nhiều khu vực không bị ảnh hưởng trực tiếp nhưng do hoàn lưu bão lớn, các khu vực ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định cần đề phòng nước dâng do bão từ 0,5 đến 1,5 mét. Nguy cơ ngập úng cao tại khu vực trũng, cửa sông, đầm phá tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Các đài khí tượng quốc tế dự báo bão số 9 mạnh cỡ nào? Hồi 7 giờ ngày 27 tháng 10, vị trí tâm bão ở khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc, 114,8 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 230 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, cấp 14, 135 đến 165 km/h, giật cấp 17.
Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 300 km tính từ tâm bão. Bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 150 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km. Đến 7 giờ ngày 28 tháng 10, vị trí tâm bão ở 14,8 độ Vĩ Bắc, 109,5 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, 135 đến 150 km/h, giật cấp 16. Vùng nguy hiểm do bão trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 11,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 117,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25 km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19 giờ ngày 29 tháng 10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc, 106,8 độ Kinh Đông trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, 40 đến 60 km/h, giật cấp 9. Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào đất liền, suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Các mô hình dự báo khí tượng quốc tế và trong nước đánh giá cơn bão này rất mạnh, vậy sức gió vùng gần tâm bão và vùng đổ bộ của bão được nhận định như thế nào? Mô hình dự báo của Mỹ, ngày 26 tháng 10, sức gió vùng tâm bão mạnh 157 km/h, ngày 27 tháng 10, sức gió vùng tâm bão mạnh 175 km/h, ngày 28 tháng 10, sức gió vùng tâm bão mạnh 167 km/h. Ngày 29 tháng 10, sức gió vùng tâm bão mạnh 83 km/h, cũng theo mô hình này, dự báo khu vực bão đổ bộ từ Đà Nẵng tới Khánh Hòa, trọng tâm có thể từ Quảng Ngãi đến Bình Định. Mô hình dự báo của Anh, dự báo sức gió của bão cũng gần tương đương, còn khu vực đổ bộ từ Đà Nẵng tới Quảng Ngãi. Mô hình dự báo Việt Nam, ngày 26 tháng 10, sức gió vùng tâm bão mạnh 130 km/h. Ngày 27 tháng 10, sức gió vùng tâm bão mạnh 139 km/h. Ngày 28 tháng 10, sức gió vùng tâm bão mạnh 130 km/h. Ngày 29 tháng 10, sức gió vùng tâm bão mạnh 28 km/h. Dự báo khu vực bão đổ bộ từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Và biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.